Công ty Nông nghiệp Thanh Hà xin kính chào quý khách hàng. Là công ty chuyên sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm túi bao trái cây, túi lưới nhựa, xốp lưới, dụng cụ làm vườn, thuốc kích thích đặc trị cho hoa cây cảnh, kéo cắt cành, chậu ươm, giá thẻ trồng cây, bình xịt, kìm khoanh vỏ cây và nhiều sản phẩm khác nữa, nhằm đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn nhất, chiết khấu cao cho những đơn hàng lấy số lượng nhiều, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Sản phẩm lưới nhựa của công ty được sản xuất bằng hệ thống máy móc tiên tiến hiện đại, quy trình sản xuất nghiêm ngặt cho ra dòng sản phẩm túi lưới nhựa có độ bền cao, độ dẻo dai, chịu được sức căng và có thể đem tái sử dụng nhiều lần. Công ty lưới nhựa với uy tín nhiều năm trong nghề, phân phối mạng lưới rộng rãi khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, đảm bảo vận chuyển hàng đến tay khách hàng một cách linh hoạt và nhanh nhất. Lưới nhựa được trực tiếp sản xuất tại Việt Nam, giá thành phải chăng, phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và tiêu chuẩn xuất khẩu. Công ty không ngừng cải tiến để đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng. Sản phẩm lưới nhựa của công ty đều được sản xuất theo quy trình khép kín bằng hệ thống máy móc tự động. Tất cả các khâu sản xuất đều được kiểm tra chặt chẽ, giúp công nhân điều hành máy móc dễ dàng phát hiện lỗi trong quá trình sản xuất. Túi lưới được sản xuất từ nguyên liệu nhựa nguyên sinh PE, đảm bảo độ an toàn cao, không độc hại. Với các sợi lưới mỏng nhỏ được liên kết với nhau chặt chẽ hình mắt cáo đan xen, tạo độ thông thoáng giúp hoa quả và thực phẩm không bị hấp hơi, bị nóng trong quá trình sử dụng. Túi với nhiều kích thước và màu sắc đa dạng, thích hợp sử dụng để đựng trái cây, nông sản, đựng rau củ, thạch rau câu, đồ chơi, dùng làm lưới bọc hoa, đựng phân tán chậm, làm lưới bông tắm, tăng tính thẩm mỹ cũng như thu hút khách hàng. Ngoài những kích thước phổ thông như 25cm, 35cm, 40cm cùng 4 màu sắc như xanh, vàng, đỏ, trắng, công ty còn nhận sản xuất theo yêu cầu đặt hàng của quý khách hàng từ kích thước, màu sắc, mắt lưới to nhỏ, độ dày mỏng khác nhau. Để được hỗ trợ và tư vấn thêm về sản phẩm cũng như báo giá, quý khách hàng vui lòng gọi điện trực tiếp vào số hotline hoặc truy cập vào website hiện trên màn hình để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.